xương đúng không? Xuất phát từ cái định hướng của Đảng ủy, Ủy ban về cái vấn đề là chuyển đổi cái cây trồng để đưa các cái trồng có hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, thì bản thân tôi là người dân địa phương thì tôi thấy là cái khu vực cánh đồng này nó rất là thuận tiện cho cái việc là tưới tiêu. Trong khi đấy thì người dân đang trồng lúa thì cái vụ đông thì là gần như là không canh tác, thì thấy cái đồng đất nó bỏ không thì tôi thấy rất là lãng phí. Cổ phần nông sản quốc tế An Việt thì tôi mạnh dạn được thuê đất của dân với cái diện tích là 3,5 hecta, và cái mức thuê đó là 1.000.000 đồng trên một sào một vụ. Như vậy là cái sau khi mà canh tác và trồng cây khoai tây thì tôi thấy nó phát triển rất là tốt và năng suất đạt là cao, dự kiến đang khoảng 1,6 tấn trên một sào. Như vậy sau khi trừ hết chi phí đi thì là lợi nhuận mang lại là 5.000.000 đồng trên một sào. Xuất cái cánh đồng mẫu lớn sản xuất tập trung như thế này thì nó mang lại những cái lợi ích rất là cao. Thứ nhất là chúng tôi có thể ứng dụng các cái mô hình có công hoặc khoa học công nghệ hiện đại, ví dụ như là phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, nó góp phần giảm cái chi phí của chi phí nhân công mà lại mang lại cái hiệu quả phòng trừ sâu bệnh rất là tốt. Cái thứ hai nữa là trong cái khâu mà tổ chức tưới tiêu thì nó rất là thuận lợi, nó không giống như là chúng ta canh tác nhỏ lẻ. Thì trong trường hợp mà mưa lớn mà ngập úng cục bộ thì chúng tôi có thể áp dụng cái biện pháp bơm nước cục bộ để xử lý cái vấn đề là ngập úng. Khoai mô mà khoai như thử có lợn con đấy gì mà lên truyền hình được anh. Các bác làm ở đây may mà có còn gì trọng đến đây sinh vịt cho các bác làm lúc nhàn. Thì với những cái loại khoai như thế này thì đang là cái khoai thương phẩm loại 1, thì công ty đăng ký hợp đồng thu mua đối với người dân là 7.000 đồng một cân. Khi mà tổ chức sản xuất cái cây trồng hàng hóa này thì thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 5 lao động địa phương, và trong cái thời điểm như ngày hôm nay chúng ta thu hoạch thì là có tới đến 50 lao động, nhưng trong cái thời điểm là 10 ngày thu hoạch thì duy trì 450 lao động trên một ngày. Như vậy là với cái diện tích này thì chúng tôi đã làm lợi cho dân, tạo công ăn việc làm, và cái mức chi trả cho cái thuê đất là 70.000.000 đồng. Thì dự kiến sang năm thì sẽ mở rộng vùng sản xuất và làm từ 10 đến 15 hecta. Và cũng trên cái tinh thần đấy thì cũng muốn xây dựng một cái mô hình cánh đồng mẫu lớn để người dân khi mà không có nhu cầu canh tác hoặc là trồng cái cây trồng sản xuất nó kém hiệu quả thì chúng ta có thể là cho thuê lại, hoặc là chúng ta góp vốn để chúng ta sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung để nó mang lại cái năng suất nó cao hơn.